Xin chào những người anh em đam mê chống lại chống mã. Hôm nay thì mình làm một cái video nó rất là ngắn gọn, anh em thấy phân biệt được đâu là chống lại. Trước mặt của chúng ta đây, hôm nay đang mang một chú bài và xa xa kia là chú cò. Chú cò thì nó không có một cái kiểu hình nào nó cố định cả. Xương ức ở đằng trước này, và đặc biệt là cái thần thái của con chó này sẽ không lẫn vào đâu được. Có thể nhìn ngay một bé chó cò mà nhìn vào bé chó này, sẽ thấy là hai con chó này hoàn toàn rất là khác nhau. Ok, và video làm đến đây sẽ là kết thúc.